Thành phố Hồ Chí Minh sau trận mưa đá, hàng loạt cây xanh ngã đổ. Sau cơn mưa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, nhiều tuyến đường bị ngập nước. Cảnh sát giao thông thành phố được huy động để điều hòa giao thông. Chiều ngày 14 tháng 6, cơn mưa lớn ập xuống thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực trung tâm, người dân ghi lại được hình ảnh mưa đá xuất hiện, nhiều quận, huyện khác cũng có mưa trắng trời. Cơn mưa lớn kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Đến 17 giờ, dù đã hết mưa nhưng một số nơi vẫn còn mây đen kịt. Đáng lưu ý, cơn mưa lớn chiều nay khiến một loạt tuyến đường bị ngập nước, cây xanh ngã đổ trên nhiều tuyến đường. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng đường ngập sâu, cây xanh ngã đổ trong và sau cơn mưa đã ảnh hưởng nhiều đến trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố. Clip, cây xanh bật gốc sau mưa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông các đơn vị đội, trạm thuộc PC08 có mặt trên đường, địa bàn đơn vị đảm trách thực hiện nhiệm vụ, mặc áo mưa tham gia điều khiển giao thông, tích cực phân luồng giao thông trên địa bàn đảm trách và phối hợp các đơn vị liên quan thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các khu vực ngập sâu, cây xanh ngã đổ để người tham gia giao thông chọn hướng đi phù hợp. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong và sau cơn mưa lớn, đơn vị đang xử lý tình trạng cây xanh ngã đổ, tét nhánh. Trong đó, các quận 1, 3, Bình Thạnh ghi nhận có nhiều cây bị ngã đổ ra đường, khu vực Phú Nhuận, Tân Bình có một số cây bị tét nhánh, ngã đổ. Cây xanh ngã đổ trước số nhà 176 đường Nguyễn Văn Trỗi, Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất có mặt điều tiết giao thông. Cảnh sát Giao thông bàn cờ điều tiết giao thông tại khu vực có cây xanh ngã đổ trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 đường Lý Thái Tổ, cây ngã chắn ngang đường Phạm Ngọc Thạch, giao lộ Phạm Ngọc Thạch và Điện Biên Phủ mất đèn tín hiệu. Đội tuần tra dẫn đoàn phân công cảnh sát giao thông điều tiết giao thông thấy mưa đá to như viên bi, người dân thành phố Hồ Chí Minh ngỡ ngàng, cha sinh mẹ để giờ mới thấy, theo ghi nhận, khiến nhánh cây lớn trước cổng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, bị gãy đổ. Tại hiện trường, chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ bị hư hỏng phần thân, đầu, vỡ kính, được lực lượng chức năng di chuyển lên vỉa hè. Vị trí cây xanh gãy đổ đã được thu dọn để người dân tiện đi lại. Anh Tuấn, 30 tuổi, bảo vệ trước cổng trường cho biết, sau khi mưa xuất hiện khoảng 10-15 phút nhánh cây lớn đã đổ xuống. Một chiếc xe ô tô màu đỏ đang di chuyển trên đường đã bị nhánh cây rơi xuống gây hư hỏng. Tài xế và khách ngồi trên xe bị ảnh hưởng nhiều. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng đến xử lý, dọn dẹp nhánh cây bị gãy đổ, kéo chiếc xe ô tô ra khu vực khác cách đó không xa để tránh tình trạng kẹt xe. Sau khi xảy ra sự cố, tài xế xuống xe gọi điện thoại cầu cứu, còn khách vẫn ngồi trên xe vì mưa quá to. May mắn mọi người đều không bị thương, anh Tuấn nói. Ô tô bị cây xanh tét nhánh rơi trúng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, đường Lê Lợi, quận 1, mênh mông nước.